Mỗi đích đến đều cần những vòng tay ấm áp. Từng hơi thở đều cần sự che chở yêu thương. Dù bất cứ nơi đâu, niềm tin vẫn luôn được trao gửi. Được thành lập từ năm 2002, Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Nẵng tự hào là thành viên thuộc Tập đoàn Y khoa Hoàng Mỹ, tập đoàn y tế lớn nhất và trải rộng khắp Việt Nam. Với quy mô 3 tòa nhà khang trang hiện đại, công suất phục vụ gần 400 giường bệnh và 1.200 lượt ngoại trú mỗi ngày. Cùng quy trình khám chữa bệnh chuẩn mực, tiết kiệm tối đa thời gian thăm khám, Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Nẵng sẽ làm bạn hài lòng nhất. Thận trọng trong từng chẩn đoán, chăm chút cho từng sự sống và hồi sinh cho hàng ngàn trái tim bé bỏng từ những miền xa xôi của Tổ quốc. Cùng với 5 chuyên khoa mũi nhọn, tim mạch, sản phụ khoa, nhi khoa, ngoại tiêu hóa, ngoại chấn thương chỉnh hình thần kinh và hơn 140 bác sĩ đã không ngừng ứng dụng y học tiên tiến nhằm mang lại những kết quả lâm sàng tốt nhất vì sức khỏe hoàn mỹ cho mỗi người bệnh. Bằng những cam kết cao nhất về tiêu chuẩn và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Nẵng hôm nay tự hào bước tiếp bởi sự ghi nhận, niềm tin yêu của quý người bệnh cũng như những giải thưởng cao quý. Một khởi đầu mới cho sức khỏe, đó là món quà quý giá nhất mà chúng tôi luôn mong muốn gửi tặng đến bạn và những người thân yêu. Bởi bạn xứng đáng với những chuẩn mực tốt nhất, những dịch vụ y tế hoàn mỹ nhất.